Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Vâng, có anh Lợi nhổn, anh là nhổn nha. Vâng, anh sang Fender Jazz JBL FM Blood một có hộp ạ. Thôi ra đường ấy, đường ấy. Chết rồi. Chuyển sang anh Hạnh đấy. Bớt chuyển sang Viên Nơ đấy. Cái này có như thế này quạt chân hay là cái này? Cái này chỉ như này thôi ạ. Cái dòng thở này mới có chân. Này nghe hay đấy. Nói chung cái này thì nó bụi. Bụi cái này mình lau chùi nó có tiện. Mình sẽ hộp kia nó tiện. Không phải lau. Vâng, chỉ xong một lốt nha. Đồ chép JBL FT trong lớp lại hộp. Đấy, lên đường về với bác Tách ở Nhổn ạ. Vâng, có cái này em vẫn hỗ trợ đổi cho anh nhé. Anh cứ chơi bạt hàng thoải mái đi, hỗ trợ đổi cho anh cho vào một tháng. Còn nếu vẫn nếu mà cái này thật sự ra là nó vãi luôn thì là mình còn cái này. Rồi, kẹp rất tơ mịn, tán vào cách chỉ trong một nốt nhạc vậy ạ. Rất là đẹp. Kẹp JBL dạng hộp cao cấp. Lần nữa cảm ơn các khách.